Chào mừng các cậu đã quay trở lại kênh Way to Way Cartoon. Như tiêu đề của video đã gợi ý, hôm nay sẽ là một video tương đối đặc biệt vì đây là lần đầu tiên chúng ta thử nghiệm thể loại này. Vậy nên nếu có gì sai sót, mong các cậu có thể góp ý và xây dựng ý kiến để chúng mình có thể sản xuất những video tương tự như thế này, đảm bảo hơn và chất lượng hơn trong tương lai nhé. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau thử thách khối lượng kiến thức mà chúng ta có về bộ series đỉnh đám Steven Universe qua một loạt những câu hỏi dưới đây. Nếu các cậu là một fan bự của Steven Universe thì chắc chắn video này sẽ dành cho các cậu. Trước khi bắt đầu, tớ xin phép được đưa ra luật chơi mà chúng tớ đã dày công sáng tạo. Thứ nhất, mỗi câu hỏi sẽ có giá trị 1 điểm. Trả lời đúng, các cậu sẽ được cộng 1 điểm, và trả lời sai hoặc thiếu thì các cậu sẽ không ăn được điểm nào cả. Thứ hai, các cậu sẽ có khoảng thời gian là 10 giây vừa để suy nghĩ vừa để trả lời câu hỏi. Những câu trả lời sau khoảng thời gian cho phép sẽ không được chấp nhận. Những câu hỏi mà tớ đưa ra sẽ liên quan đến toàn bộ vũ trụ Steven Universe. Nếu đến cuối, các cậu có tổng điểm 8 trên 10 thì các cậu có thể tự vỗ ngực coi mình là một trong những fan chân chính của Steven Universe. Nếu không thì các cậu cũng đừng buồn vì video này làm ra với mục đích thuần túy để giải trí mà thôi, hoàn toàn không có mục đích gì khác cả. Và không để các cậu đợi lâu nữa, chúng ta cùng bắt đầu vào ngay câu hỏi đầu tiên thôi. Let's go! Chúng ta sẽ bắt đầu nhẹ nhàng sương sương với câu hỏi đầu tiên. Ngoài Garnet ra, hợp thể đầu tiên được thấy trong Steven Universe là gì? 10 giây, bắt đầu! Hết 10 giây rồi, tôi xin phép được đưa ra câu trả lời cho câu hỏi này, đó chính là Opal. Trong tập 12 phần 1, Giant Woman, Pearl đã giải thích cho Steven và đồng thời cũng là chúng ta luôn là những khái niệm đầu tiên về hợp thể. Trên hành trình đi tìm Heaven Beetle, Steven, Amethyst và Pearl đã gặp tương đối nhiều khó khăn và tình thế tiến thoái lưỡng nan buộc Amethyst và Pearl phải hợp thể với nhau. Tuy có một chút chật vật ban đầu, nhưng cuối cùng hai người cũng đã làm được và cho chúng ta, những người xem, một phân cảnh đi đường quyền ngầu bá cháy. Tuy Opal có khá ít đất diễn so với thời lượng của phim, nhưng gần ấy cũng đã đủ để chúng ta có những trải nghiệm đầu tiên về sức mạnh to lớn khi hai hay nhiều đá quý hợp thể lại. Tớ tin là các cậu đã có một khởi đầu tương đối suôn sẻ rồi đúng không? Chúng ta hãy cùng tiếp tục với câu hỏi thứ hai nào. Steven đã giữ món đồ vật nào của Connie? 10 giây bắt đầu. Do câu đầu tiên khá là đơn giản, nên tớ đã tăng độ khó của câu hỏi thứ hai này. Tớ xin phép được đưa ra câu trả lời như sau. Được thấy trong những phần đầu của series tập 7 phần 1 Bubble Buddies. Trong lần đầu, Steven chính thức gặp Connie. Theo như lời gợi ý của Garnet, cậu đã mở đầu câu chuyện bằng chiếc vòng tay phát sáng mà Connie làm rơi trong cuộc diễu hành lần trước. Cũng nhờ chiếc vòng tay này mà Steven và Connie hạ gục được đá quý sâu. Về sau, chiếc vòng tay phát sáng trở thành một vật mang biểu tượng cao. Trong tập 18 phần 3 Crack the Whip, khi Steven và Connie hợp thể để chiến đấu với Jasper, Stefani một tay đã đeo cả hai chiếc vòng màu xanh và màu đỏ của Steven và Connie. Trong tập 13, Steven Universe Future, Steven đã tạo thêm một chiếc vòng phát sáng khác để thay chiếc nhẫn cưới cầu hôn Connie. Và câu chuyện về sau có lẽ các cậu cũng đã biết rồi. Câu hỏi thứ 3 sau đây có lẽ là một câu hỏi khá là khó, nên các cậu hãy suy nghĩ kỹ nhé. Mẹ Connie tên thật là gì? Khá là khó đúng không các cậu? Câu trả lời là tiến sĩ Priyanka Maheswaran. Theo một thông tin mà tớ tìm hiểu được, Connie có gốc gác là người Ấn Độ nên có thể cho rằng mẹ cô cũng thuộc quốc tịch đó. Điều này lý giải vì sao họ của gia đình Connie lại khó đọc đến thế. Khó đọc là vậy, tuy nhiên tiếng Hindi họ của Connie dịch ra là Lord of the Universe, nôm na là chúa tể của vũ trụ, nghe cũng khá là ngầu, không kém gì tên của Steven Universe đúng không? Câu trên có vẻ đã khó rồi. Và bây giờ chúng ta cùng đến với một câu dễ thở hơn nhé. Câu thứ tư, Peridot có khả năng biến hình giống các đá quý khác hay không? Tại sao? Câu trả lời là không. Lý do cho việc Peridot không có sức mạnh biến hình được giải thích trong tập 9 phần 3, Too Short to Write. Amethyst và Steven thoải mái sử dụng sức mạnh biến hình để tham gia những trò chơi giới hạn chiều cao ở công viên. Peridot do không có khả năng thi triển sức mạnh này nên bất đắc dĩ trở thành người ngoài cuộc. Peridot giải thích cho Amethyst và Steven rằng, tại thời điểm Era 2, lúc Peridot được tạo ra, Homeworld đã lâm vào tình trạng khủng hoảng nguồn tài nguyên và do đó không thể tạo ra những đá quý với những khả năng tiêu chuẩn.
để bù đắp cho lỗ hổng sức mạnh. Những đá quý được tạo ra trong Era 2 được cung cấp với những thiết bị công nghệ tối tân như Limb Enhancers, được thấy khi Peridot lần đầu tiên xuất hiện trên series, và kể cả Dementoid, một boss trong tựa game Steven Universe Unleash the Light cũng được trang bị với công nghệ tương tự. Chúng ta cùng đến với câu hỏi thứ 5, món ăn đặc trưng của Lars là gì? 10 giây đưa ra câu trả lời, bắt đầu. Trong tập 23 phần 4, The Good Lars, khi Sadie, Lars và Steven được mời đến tham gia một bữa tiệc của nhóm Cool Kids, Lars đã phải nghĩ đến một món ăn mà cậu có thể mang đến bữa tiệc đó để chung vui với mọi người. Với sự gợi ý của Sadie và Steven, Lars quyết định là món ăn UB Cake Roll, dịch nôm na là bánh cuộn khoai tím. Phân cảnh Lars thực hiện chế biến món bánh được khắc họa vô cùng tỉ mỉ và kỳ công, khiến ai xem cũng phải nhỏ nước. Nếu các cậu có lỡ xem video này vào lúc đêm khuya thì tớ thành thật xin lỗi. Trên thực tế, một YouTuber tên là Babish đã dành thời gian và công sức để tái tạo lại món ăn hết sức cầu kỳ này. Nếu bạn nào có niềm đam mê về nấu nướng và có nhiều thời gian rảnh rỗi thì các cậu có thể tham khảo video này nhé. Tớ sẽ gắn link ở phía trên góc bên phải màn hình. Câu hỏi thứ 6. Người yêu của Sadie trong Steven Universe Future tên là gì? 10 giây đưa ra câu trả lời, bắt đầu. Tớ xin đưa ra câu trả lời cho câu hỏi thứ 6 này. Người yêu của Sadie tên là Shep. Trong tập 9, Steven Universe Future, Little Graduation. Theo lời kể của Lars, Sadie gặp Shep khi cô đang đi tour diễn với nhóm và họ đã hẹn hò được khoảng hơn 2 tháng. Tập 9 này cũng là tập đầu tiên và tập duy nhất nhân vật Shep xuất hiện và cũng không để lại nhiều ấn tượng đối với người xem. Thế nên, nếu các cậu trả lời đúng câu này thì chứng tỏ các cậu là những fan trung thành của series. Còn nếu các cậu trả lời hụt thì cũng đừng buồn, chúng tớ còn một nửa chặng đường ở phía trước cơ. Câu thứ 6 cũng đã khá là khó rồi, để thay đổi không khí thì câu thứ 7 sẽ dễ hơn một chút. Trong tập 26 phần 1, Ocean Gem, tại sao Lapis lại lấy đại dương của trái đất đi? 10 giây, bắt đầu. Theo ý kiến chủ quan của tớ thì câu hỏi này tương đối dễ vì câu trả lời đã được Lapis trực tiếp đề cập đến trong tập phim. Cô nàng bảo rằng cô không tin tưởng vào trái đất và cô muốn quay trở lại Homeworld. Điều duy nhất ngăn cách cô khỏi trốn quê nhà là viên đá quý đã bị nứt. Cô không thể thi triển đôi cánh của mình và buộc phải dùng toàn bộ trữ lượng đại dương ở trái đất với hy vọng có thể vươn đủ xa từ Homeworld. Như thường lệ, đây là lúc nhân vật chính của chúng ta bước vào và giải cứu thế giới. Steven đã dùng khả năng hồi phục của mình để hàn gắn vết nứt trên đá quý của Lapis. Với viên gem đá quý nguyên vẹn, Lapis đã thi triển đôi cánh và bay một mạch về Homeworld trả lại đại dương cho trái đất. Tiếp theo, câu hỏi thứ 8. Jasper được sinh ra ở đâu? Câu trả lời, Jasper được sinh ra ở trái đất, hay chính xác hơn là Beta Kindergarten. Trong cuộc chiến tranh giữa nhóm Crystal Gem và Homeworld, để đảm bảo lượng quân số, Homeworld khẩn trương nhanh chóng tạo ra Beta Kindergarten. Chính vì đặt số lượng trên chất lượng nên tất cả những đá quý chui ra từ Beta đều không đạt tiêu chuẩn. Duy nhất chỉ có Jasper là sinh ra hoàn hảo. Với chiếc mũ sẵn có trên đầu tại thời điểm chui ra, Jasper đã hạ được 80 Crystal Gem trong ngày đầu. Sau 8 câu hỏi, chúng ta cùng đến với chặng đường cuối video ngày hôm nay. Câu hỏi thứ 9, Steven và Connie lần đầu tiên hợp thể vào tập nào và trong hoàn cảnh như thế nào? 10 giây đưa ra câu trả lời, bắt đầu. Câu này tương đối dễ phải không các cậu? Tớ tin chắc rằng các cậu đều được ăn điểm ở câu hỏi này. Và câu trả lời là Stevani lần đầu tiên xuất hiện trong tập 37 phần 1, Alone Together. Sau khi Amethyst, Pearl và Garnet cố gắng chỉ cho Steven cách hợp thể nhưng không thành công. Trong buổi đi chơi sau đó, Steven đã mời cô trong một điệu nhảy trên một nền nhạc cực kỳ nhẹ nhàng. Steven đã thành công trong việc hợp thể và chúng ta đã chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Stevani lần đầu tiên. Và tớ cũng đoán chắc rằng phản ứng của nhiều bạn cũng giống như Garnet vậy. Về sau, chúng ta được thấy nhiều lần xuất hiện của Stevani hơn và cùng với đó là sự trưởng thành của cô qua thời gian. Và chúng ta cùng đến với câu hỏi chốt hạ trong danh sách, câu hỏi thứ 10. Họ tên đầy đủ của Steven là gì? 10 giây suy nghĩ, bắt đầu. Hết 10 giây rồi,
Và đây là câu trả lời cho câu hỏi trên. Tên đầy đủ chính xác của Steven là Steven Quartz Cutie Pie DeMayo Diamond Universe. Trong tập 39 phần 1 Future Vision, chúng ta được giới thiệu về khả năng nhìn trước tương lai của Garnet. Khả năng này cực kỳ hữu dụng, đặc biệt với Steven vì cậu như một cái nam châm hút nguy hiểm về phía mình. Với sức mạnh này, Garnet chỉ ra tên đệm của Steven là Cutie Pie. Trong tập 8 tập 9 phần 4 Garnet Harvest, chúng ta được giới thiệu về một nhân vật mới là Andy DeMayo, là người anh họ xa xôi của Greg. Ông rất bực tức khi thấy trang trại của mình đã bị cải tạo bởi Lapis và Peridot và tuyên bố rằng trang trại là tài sản của dòng họ DeMayo. Steven hỏi DeMayo là ai và Greg đã trả lời rằng DeMayo là họ thật của ông, còn Universe chỉ là tên nghệ danh ông tự đặt cho mình mà thôi, và sau này là cho Steven. Steven khá sốc trước tin này nhưng cuối cùng cũng đã chấp nhận gắn thêm DeMayo vào phần đệm của mình. Tiếp theo, trong tập 18 phần 5 A Singapore Rose, chúng ta biết được thêm thân phận thật của mẹ Steven hay Rose Quartz, chính là Pink Diamond. Và đương nhiên, Steven lại có thêm một từ nữa trong tên đệm của mình. Để đến tập 13, Steven Universe Future, Together Forever, tên đầy đủ của cậu đã trở thành Steven Quartz Cutie Pie DeMayo Diamond Universe. Và thừa nhận đi, nghe cũng khá là ngầu các cậu nhỉ? Đó là tổng cộng 10 câu hỏi xoay quanh gần như tất cả những vấn đề của vũ trụ đá quý. Các cậu hãy comment số điểm mà các cậu được ghi nhé. Và như ở đầu video tớ đã nói, đây là một format hoàn toàn mới trên kênh Way2Wear. Nên nếu có sai sót hay góp ý gì, các cậu có thể để lại cho chúng tớ biết để hoàn thiện hơn phần này nhé. Cảm ơn các cậu đã theo dõi video này và xin hẹn gặp lại trong những video lần sau. Way2Wear out.